Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để điều tra tài xế Đào Thái Hà Minh Khương, 35 tuổi, của hãng xe khách Phương Trang về hai lỗi không làm chủ tay lái và lấn đường. Theo lời khai của tài xế Khương, vào sáng ngày 9 tháng 9, khi đang lái xe khách chạy lên cầu vượt Cây Gõ, thành phố Hồ Chí Minh, lúc gần đến giữa cầu thì bất ngờ một xe máy chạy phía trước quật tay lái sang đầu xe, khiến anh giật mình đánh tay lái sang trái. Cú đánh tay lái làm xe khách tông sập dãy lan can, lao sang phần đường ngược lại và gây tai nạn. Tổng số nạn nhân nhập viện cấp cứu tại hai bệnh viện Chợ Rẫy và Nhi Đồng 1 là 9 người, trong đó bé Bùi Nguyễn Huy Quỳnh sinh tháng 5 năm 2014 đã tử vong, anh Phạm Ngọc Sáng sinh năm 1986 đang hôn mê. Sau khi gây tai nạn, tài xế Khương không bỏ trốn mà đã tham gia cứu giúp các nạn nhân.